Tin buồn, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên giám mục chính tòa Quy Nhơn vừa qua đời. Tin yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn, đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 8 phút sáng nay, ngày 8 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 88 tuổi. Ngài sinh ngày 15 tháng 12 năm 1936 tại Gò Thị, Quy Nhơn, nay thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ngày 12 tháng 12 năm 1968, thầy Phêrô Nguyễn Soạn được thụ phong linh mục. Linh mục Phêrô Nguyễn Soạn từng du học tại Italia, đậu tiến sĩ giáo luật Đại học Ubariana ở Roma. Ngoài ra còn có bằng về văn chương Anh tại Sài Gòn. Trước khi được bổ nhiệm làm giám mục, linh mục Phêrô Nguyễn Soạn làm chánh sứ, giáo sứ chính tòa Quy Nhơn kiêm tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn. Ngày 3 tháng 6 năm 1999, tòa thánh bổ nhiệm linh mục Phêrô Nguyễn Soạn làm tân giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn, kế vị đức giám mục Phêrô Huỳnh Đông Cát về hưu. Cùng thông báo bổ nhiệm đợt này có tân giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, sau này là tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, và tân giám mục phó giáo phận Long Xuyên, đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu. Lễ quyền chức giám mục đức cha Phêrô Nguyễn Soạn được cử hành vào ngày 12 tháng 8 năm 1999 với sự chủ phong của đức tổng giám mục tổng giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể và hai vị giám mục phụ phong là đức cha Paulo Huỳnh Đông Cát, nguyên giám mục giáo phận Quy Nhơn, và đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, giám mục phó giáo phận Nha Trang. Năm 2001, Hội đồng Giám mục Việt Nam bầu chọn đức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn giữ chức tổng thư ký nhiệm kỳ từ 2001 đến 2004. Năm 2004, Ngài tái đắc cử chức vụ Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam và giữ chức vụ này cho đến năm 2007. Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn vì lý do tuổi tác đến tuổi hưu theo giáo luật. Ngài nghỉ hưu tại Tòa Giám mục Quy Nhơn cho đến khi qua đời vào sáng ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 11 năm 2018, Bộ Truyền giáo đã gửi điện thư chúc mừng 50 năm thụ phong linh mục của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn. Chưa đầy một tuần sau đó, ngày 30 tháng 11 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng gửi điện thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm này, lễ đồng tế trọng thể kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của Đức Giám mục Nguyễn Soạn được tổ chức vào chiều ngày 21 tháng 12 năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.